và các quý vị ở đây đã có những thang điểm của mình cho 6 thí sinh. Và xin kính mời các quý vị đại biểu và các bạn hãy bước vào phần thi thứ hai, giáo viên với trang phục tự chọn. Áo sơ mi sẽ là giải pháp hoàn hảo đáp ứng rất nhiều tiêu chí như trẻ trung, thanh lịch, khỏe khoắn và năng động. Vâng, với chất liệu kaki, với kiểu dáng ô vừa phải cổ quần khiến cho bạn có thể sải bước đi rất tự tin và thanh thoát. Áo sơ mi cổ thức kín đáo mà vẫn giữ được vẻ mềm mại nữ tính vốn có của người phụ nữ, kết hợp cùng bộ huyệt, giày cao gót và cặp bộ tài liệu với màu sắc cơ bản như trắng, đen, huy cho xếp đồ sẽ tạo cảm giác trang nhã hài hòa phù hợp với công việc lên lớp khi giảng dạy. Đó chính là lý do mà bạn Hằng đã lựa chọn trang phục này. Vâng, một tràng pháo tay cho phần trình diễn của thí sinh Phạm Thị Hằng số báo danh 01. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng phần thi trang phục tự chọn của thí sinh Đinh Thị Nga số báo danh 02. Sự kết hợp giữa chân váy công sở và áo sơ mi đã tạo nên vẻ lịch sự nhưng cũng rất năng động và duyên dáng. Màu sắc vàng yêu thích nhất là màu xanh. Bạn Nga rất thích cô nói đầu tư vào trí thức mang lại lợi nhuận cao nhất của Franklin. Một tràng pháo tay cho phần trình diễn vừa rồi của thí sinh Đinh Thị Nga. Xin được chúc mừng phần thi của bạn. Tiếp theo là phần thi của số báo danh 03, thí sinh Nguyễn Thị Thu Nguyên. Vâng, Thu Nguyên quan điểm rằng tiêu chí trang phục công sở là phải gọn gàng, lịch sự, thể hiện tính chuyên nghiệp của nơi làm việc. Nhưng với môi trường công sở nơi chúng ta làm việc có những đặc thù nhất định của nó, nên Thu Nguyên đã lựa chọn bộ trang phục công sở may cách điệu với kiểu may xéo điệu đà duyên dáng, vừa không kém phần kín đáo lịch sự, vừa tôn vinh được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bạn lựa chọn bộ trang phục màu đỏ vì bạn cho rằng màu đỏ là màu của nhiệt huyết, màu của đam mê, màu của sáng tạo và màu của tuổi trẻ. Xin một tràng pháo tay chúc mừng phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thu Nguyên. Đang giải quyết rất tự tin trên sân khấu lúc này, đó là phần trình diễn trang phục tự chọn của thí sinh Phạm Thị Thúy số danh 01. Bạn cho rằng với xếp đồ trang phục trên giúp bạn tự tin khi đến công sở. Thúy thường dự đoán tâm sự rằng trước đây Thúy rất tự ti về hình thể của mình, nhưng bây giờ bạn đã lấy được lại được sự tự tin bởi bạn luôn quan niệm không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình mà thôi. Tuệ Hữu nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, đã dìu dắt rất nhiều các thế hệ học trò thành công, đồng thời cũng là người đạt được những thành tích nhất định trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng bộ trang phục tự chọn của thí sinh Đỗ Thị Thúy Hòa số danh 06. Trang phục tự chọn
chọn của bạn là tà áo dài. Vì các bạn, áo dài là trang phục mà khi đứng trên bục giảng khiến bạn cảm thấy mình là một con người của dân tộc Việt. Thế mình cần có trách nhiệm hơn với từng học sinh của mình, truyền cho các em lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Cảm ơn 6 thí sinh.